Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ đi summon các bạn ơi. Ôi trời ơi quá trời. Một đống Raimojin. Mình sẽ summon Wanderer các bạn, hay còn gọi là Scaramouche. Mình không biết tại sao nó đổi tên thành Wanderer, nhưng mà từ hệ lôi nó chuyển thành hệ gió thì chắc cũng phải có lý do đúng không? Thì mình sẽ summon. Đã có 80 cục ở đây rồi thì hy vọng là có thể có sớm sớm để còn để dành lấy hai thâm các bạn ơi. Goro skip cho nên hai Goro luôn. Lượt thứ hai mình có đủ để sub BT à, hy vọng là có thể thôi, mà đừng có hy vọng nó đụng BT á, tại vì đụng BT thì lại không có độ để lấy hai thâm, lại là Goro. Trời đất ơi, bị trúng lời nguyền Goro. Ok. Bây giờ đang là 11:20 rồi, cho nên là bị thiếu năng lượng. Nhưng mà thực ra là rất là vui á, tại vì là nhắn phay luôn, khuyến mãi thêm. Ok, bình tĩnh. Bây giờ cần Wanderer nha. Đừng có ra đứa khác, đừng có để hấp gì. What the fuck? No way. What the hell man? Wanderer. Trời ơi, rồi thôi thôi cũng được rồi. Wanderer. Wanderer. Scaramou. Trời, thấy xàm rồi đó. Tại sao vậy trời? 50 lần và 3503 là đủ ông ta. Trời có chừng không đủ BT á. Alo, đang đứng ngay tượng của Venti luôn mà, sao kỳ quá vậy? Alo, skip đi hả, chờ nhanh. Lại Goro. Ê, ít nhất cho Faruzan được không? Đừng có cho Goro nữa. Yes, Faruzan. Yes sir. Thôi chắc đi chậm chậm nữa ha. Trời ơi, thôi toang rồi. Không lấy được hai thâm rồi. Ôi trời đất ơi. Dân phay và một cái thương 4 sao. Có nên đổi phong thủy không ta? Mời Wanderer về nha. Kara. Yeah, Faruzan thôi cũng được. Skip. Thêm một cái The Flute. Scara ơi. Wanderer, Aeon's Arif gì đó, whatever your name is. Wanderer, vàng. Trời rồi, thôi toàn. Không có đủ. Không đủ để xâm rồi, dân phay. Không, bị điên. Cái này được 7 cục nè. Cái này được thêm 5 cục nữa nè. Rồi, cái này được nhiều. 21 cục. Trời đất ơi, 33. Thôi vậy đi mua cái này đi. Để xem mình coi nó có trùng được á. Nó có trùng được thì lấy. Mà để mồi cái 5 cục đúng không? Skip. À, cái kiếm này không phải The Bell mà là cái gì á, quên rồi. Sacrificial Greatsword đúng không? Ok. Rồi chờ xíu để đi mua. Đó. Rồi thêm được bao nhiêu? 34. Vàng, không vàng. Mồi, đang mồi. Vàng. Thôi đừng vàng để dành nữa, lát vô sum 10 á rồi vàng. Ba lần mồi. Bốn lần mồi. Không vàng rồi thôi. Rồi. Scara Wanderer. Bao nhiêu lứt nó bay qua đây. Nó lộn. Bao nhiêu lứt nó bay vô Epic 7 hết. Nó không có qua đây được. Scara. Khổ quá mà. Thêm Faruzan nè. Scara ơi, hay đổi phong thủy ta.
chưa đi khám phá hết thế giới trời. Skara thường nó ở đâu ta? Thôi về nhà. Đây, về gặp mẹ của Skara. Rồi, đang ở đây rồi nè. Nói nghe nè, Scaramouche. Dù có chuyện gì đi nữa hãy về nhà. Khoan từ từ. Đó, vậy luôn. Nói nghe nè, Scaramouche. Dù có chuyện gì đi nữa hãy về nhà. Gia đình đang trông ngóng từng ngày. Scara. Boy Scara, yeah. À, chưa biết tin nha. Cái này là mới bao nhiêu? 70 lần hả? 80. Ừ, 80 lần chứ. Ủa khoan, 70 hay 80? Mình được 50 rồi, mình thêm 30 nữa, 33. Là mới 70 lần à. 70. Ok game, ok game. Từ từ, phải đi chậm chậm, lỡ được 2 5 lỡ được 2 Scaramouche. Yeah, biết rồi, rồi cảm ơn. Thêm đứa nữa là ok. Thêm một đứa nữa. Yeah. Rồi thôi được rồi. Ok, đó là Scaramouche. Các bạn hay còn gọi là Wanderer. Vì một lý do nào đó mà đã đổi tên. À, đây rồi, mẹ con trùng phùng. Đâu rồi? Đây. Ok. Bay. Ui ở sao mà Scaramouche là chỉ có nhiêu đó thôi đó, vì nó bay được. Bay. Gì hết năng lượng rồi, nhanh quá vậy. Từ từ. Bay. Ok, và đó chính là video ngày hôm nay các bạn ơi. Nói chung cũng không được hên lắm, nhưng mà điểm chính là chưa có Bitty các bạn. Ok. Rồi, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video kỳ sau. Và chúc các bạn có thể may mắn xin được Scaramouche hơn mình ha. Anyway thì chúc các bạn có thể may mắn xin được Wanderer Scaramouche. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.